ta từng là những đứa trẻ của một thế hệ đã quen chuyện đâu. Không, một ai cũng không nơi đâu mà không chẳng ai chịu bước ra đường. Maybe là vì tôi điên, hoặc là tất cả mọi người bị thôi miên. Khi tôi nghĩ đứa trẻ nó cũng cần một người hùng nhân chúng được dạy để làm người nổi tiếng. Ngay cũng có những con quỷ mà bản thân phải đấu, của mình chưa chắc lớn hơn người đối diện. Đâu ai muốn lần cuối mình nói chuyện cũng sẽ là lần cuối cùng mà mình nói chuyện. Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ, xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ. Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu, chúng đâu biết thân mắc